Diễm Thi kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ Bảy 15 tháng 3 2014. Thưa quý vị, tình hình thời tiết bất thường đang ảnh hưởng đến sản lượng cà phê tại Việt Nam. Nước xuất khẩu nhiều nhất lượng hạt cà phê Robusta thường dùng để sản xuất lại cà phê tan ngay. Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Kaka Việt Nam, thì tiết trời quá lạnh và khô hạn khiến sản lượng cà phê trong niên vụ 2013-2014 sụt giảm 8%. Hạt cà phê Arabica phẩm chất tốt hơn cũng bị ảnh hưởng vì nhiệt độ tiếp tục xuống thấp ở miền Bắc Việt Nam. Vụ mùa tại khu vực trồng cà phê Robusta thuộc vùng Tây Nguyên đã bị nạn khô hạn hoành hành hồi năm ngoái. Năm 2012, Việt Nam xuất khẩu 1,73 triệu tấn cà phê, trị giá gần 3,7 tỷ đô la và chiếm hơn 50% lượng cà phê Robusta trên thế giới, loại được pha trực tiếp với nước sôi mà không cần lọc hoặc pha lẫn với những loại cà phê khác. Phi cơ Ấn Độ bay trên vùng quần đảo Andaman và Nicobar, nơi có hơn 500 đảo phần lớn không có người ở, để tìm chiếc máy bay Malaysia mất tích, sau khi có dữ liệu cho thấy khả năng máy bay hướng đến vùng quần đảo rừng rậm này trước khi biến mất. Là nơi thu hút giới du khách cũng như nhà khảo cổ học, vùng quần đảo vừa nói hình thành bang biệt lập nhất của Ấn Độ, vốn nổi tiếng với nhiều khu rừng mưa nhiệt đới, những rặng san hô tuyệt đẹp cùng với các bộ lạc sống thời bán khai. Công tác tìm kiếm chiếc Boeing mã hiệu MH370 chuyển sang phía Tây sau khi tư lệnh không quân Malaysia cho biết radar phát hiện một máy bay vô danh mà người ta nghi chính là chiếc Boeing 777 lâm nạn ở mạn Tây Malaysia hồi thứ Bảy tuần rồi. Thứ Năm tuần này, hai nguồn tin cho hãng Reuters biết là chiếc máy bay không được xác định ấy xem chừng như bay theo tuyến thông thường tới không phận của vùng quần đảo nói trên. Được biết, Hải quân Ấn Độ bố trí hai thủy phi cơ bay trên không phận rộng lớn đó. Và cho tới giờ, hai chiếc phi cơ này cùng một chiếc trực thăng chưa tìm được gì cả. Philippines hôm qua bác bỏ yêu sách của Trung Quốc là phải di chuyển một tàu hải quân mắc cạn của Phi ra khỏi khu vực bãi ngầm tranh chấp tại Biển Đông. Manila nói rằng chiếc tàu đó là một tiền đồ thường trực của Philippines. Hôm Chủ nhật, lực lượng tuần duyên Trung Quốc ngăn chặn không cho hai tàu Philippines tới tiếp tế cho binh sĩ Phi ở nơi này, khiến tăng thêm căng thẳng trong khu vực. Cả Philippines lẫn Hoa Kỳ gọi hành động của Bắc Kinh là khiêu khích. Theo phát ngôn nhân Roy Hernandez của Bộ Ngoại giao Philippines, thì chiếc tàu ở đảo Cỏ Mây này từ năm 1999 được sử dụng như một căn cứ thường trực của Phi nhằm ứng phó với hành động chiếm đóng bất hợp pháp của Bắc Kinh tại bãi đá Vành Khăn thuộc Trường Sa hồi năm 1995. Ông Hernandez nhấn mạnh rằng Manila nhắc lại là bãi Cỏ Mây nằm trong khu vực thềm lục địa Philippines, cho nên hoàn toàn thuộc chủ quyền của Philippines. Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc, bà Tào Thuận Lợi, bị giam giữ hồi tháng 9 vì ngồi lì tuyệt thực trước Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vừa qua đời sau khi không được chữa trị trong tù. Luật sư và bạn tranh đấu với bà cho biết như vừa nêu. Luật sư cho biết thân nhân thấy nhiều vết thương trên người bà. Cái chết của bà có thể gây nên phẫn nộ cho giới hoạt động nhân quyền tại Hoa Lục, cũng như sự chỉ trích mạnh mẽ ở phương Tây, sau khi họ bày tỏ quan ngại về trường hợp của bà. Tin này được phổ biến ngay sau khi bắt đầu phiên họp tại Geneva của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ quan mà Trung Quốc được gia nhập, giữa lúc gây nhiều tranh cãi hồi tháng 11 năm ngoái. Hồi trung tuần tháng 9 năm ngoái, bà Tạo Thuận Lợi mất tích sau khi Bắc Kinh không cho bà đi Geneva để tham dự chương trình huấn luyện về nhân quyền. Và một tháng sau đó, bà chính thức bị bắt về hành động gọi là gây gỗ và sách động gây xáo trộn. Từ căn cứ địa bí mật thuộc vùng rừng núi biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, các chiến sĩ Uyghur mạnh mẽ cam kết là sẽ trả thù Trung Quốc liên quan đến cái chết của nhiều đồng chí họ do Bắc Kinh đàn áp phong trào ly khai. Thủ lĩnh Uyghur lên tiếng như vừa nêu. Trung Quốc, đồng minh quan trọng duy nhất của Pakistan trong khu vực, lâu nay thúc giục Islamabad hãy tiêu diệt những phần tử mà Bắc Kinh nói là cực đoan, đến từ vùng Tân Cương phía Tây Hoa Lục và ẩn náu tại khu vực vòng đai bộ tộc vô luật lệ giữa Pakistan và Afghanistan, nơi có nhiều nhóm quá khích, kể cả Taliban và Al-Qaeda. Vụ đâm chết hàng loạt người tại nhà ga xe lửa ở thành phố Côn Minh của Trung Quốc cách nay 2 tuần khiến ít nhất 29 người chết, làm cho Bắc Kinh lại càng đặc biệt chú ý tới người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương, nơi Hoa Lục cáo giác là những tổ chức võ trang ra sức thành lập một xứ độc lập gọi là Đông Turkestan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi xin kính chào tạm biệt.